Review combo Avene, kem chống nắng SPF 30 cho da nhờn mụn và ẩm, nước khoáng làm dịu, chống kích ứng da. Làm sao để xua tan cái nắng hè 40 độ C, làm bao nhiêu làn da cháy nắng và nóng rát? Chỉ có thể là combo siêu phẩm đến từ nhà Avene, kem chống nắng SPF 30 cho da nhờn mụn và ẩm, nước khoáng làm dịu, chống kích ứng da. Với khả năng siêu phẩm giúp da căng mướt, mát lạnh trong cái nắng cháy khô vậy, thì cùng mình tìm hiểu xem bộ sản phẩm này chất lượng như thế nào nhé. Kem chống nắng Avene cho da dầu mụn Leanan Sunzen. Bao bì được thiết kế với màu cam nổi bật. Bao bì rất đơn giản là tuýp nhựa có vòi nhấn giúp bảo quản sản phẩm tốt hơn, không bị tiếp xúc nhiều với không khí và giúp chúng ta dễ dàng định lượng chính xác một lượng kem chống nắng nhất định mỗi lần nhấn. Vòi nhấn được trang bị nên các nàng là tín đồ đam mê du lịch không cần lo sợ bị dây kem ra nhé. Thành phần: kem chống nắng Avene cho da dầu mụn Leanan Sunzen là sản phẩm kết hợp cả thành phần chống nắng vật lý và hóa học. Thành phần chính: nước khoáng Avene, phức hợp chống nắng bảo vệ cao chống UVA, UVB, Tinosol M, Tinosol S, 3:1789, UVA-SO HEB, Monolaurin, kẽm Luconate, bột thấm hút bã nhờn, Titanium Dioxide. Trong đó thì nổi bật, Titanium Dioxide là thành phần chống nắng vật lý giúp ngăn chặn tia UVB và một phần tia UVA. Nước khoáng Avene có tính chất làm dịu và chống kích ứng, phù hợp với những làn da nhạy cảm. Kẽm Luconate làm dịu da, chiết xuất hạt bí ngô cucurbita pepper hấp thu bã nhờn dư thừa giúp da sạch sẽ, giảm bóng nhờn. Công dụng: Avene kem chống nắng cho da nhờn mụn Leanan Sunzen Veggie Hyperprotection SPF 30 50ml có những công dụng như sau: giúp làm dịu da, kháng viêm, giảm kích ứng da ngay lần đầu sử dụng. Có tác dụng chống nắng, bảo vệ da trước sự xâm hại của tia UVA, UVB. Điều hòa bài tiết bã nhờn giúp da luôn được khô thoáng. Giúp giảm viêm, phòng tránh, ngừa mụn và các bệnh viêm nhiễm ngoài da. Chì khoáng Avene Thermal Spring Water. Chì khoáng Avene hiện đang là cực phẩm mà nhiều chị em chị nữ săn đón. Nguyên nhân là do sản phẩm sở hữu công nghệ cấp ẩm giúp làn da được thoải mái, nhẹ nhàng, căng tràn, mịn màng. Thành phần: Avene Thermal Spring Water là nước khoáng tự nhiên dịu nhẹ, độc quyền của Avene, 100%. Trong nguồn nước khoáng Avene có nhiều chất như HCO3, SO4, Centilit, CA2, MG2, Na. Nước khoáng tinh khiết đã qua vô trùng, đẩy da nhờ nitô. Nồng độ pH 7,5 có thể phun vào vết thương hở, không khiến da kích ứng. Nhiều yếu tố vi lượng nhằm phục hồi lớp biểu bì giúp da tràn đầy sức sống. Nitrogen, ký ga nén trong sản phẩm. Công dụng: cấp ẩm tức thời cho da cả ngày, khoảng mùng 2 tháng 3 tiếng xịt một lần, có thể thay thế kem dưỡng ẩm, khóa ẩm. Với độ khoáng thấp, chỉ với nóc 266mg trên 1 lít và độ pH sấp xỉ 7,5 phù hợp với làn da nhạy cảm, giúp cân bằng hoàn hảo cho da. Dịt cấp ẩm trước khi trang điểm và cố định sau khi trang điểm. Dịt làm dịu da khi da đang bị kích ứng, dị ứng, ngứa, chàm, viêm da, cháy nắng. Cấp ẩm cho cả vùng da mặt và da toàn thân. Cấp ẩm da sau khi bị tác động mạnh, tác động xâm lấn da như lấy nhân mụn, lan kim, phi kim, pen da. Không chất bảo quản, không pa da ben thích hợp cho mọi làn da, đặc biệt là da nhạy cảm, đang phục hồi và phù hợp cả cho trẻ sơ sinh đến người lớn. Cách sử dụng: để cách mặt 20-30cm và xịt đều nhẹ nhàng lên vùng da cần thiết. Xịt từ 1-2 lần xịt cho tới khi nước khoáng phủ đều trên bề mặt da. Nên để mặt khô tự nhiên hoặc vỗ nhẹ nhàng cho sản phẩm khô nhanh. Mọi ưu điểm trong bộ sản phẩm này đã làm hài lòng chị em chưa nhỉ? Nếu có hãy nhấn vào link Tiki Dinh ngay siêu phẩm này về.